Thôi hôm nay hiệp một trong dân Chúa, xin Chúa ba ngôi thánh thần, trên là Chúa Chúa Giêsu, Mẹ Maria, con cầu nguyện Đức Mẹ Tà Bao, sắp tới ngày khánh. Cái gì đạo Phật bây giờ đạo Chúa tùm lum á khóa. Con cầu nguyện. Thay đồ khác mọi người. Vét nha, nay chơi tổng nam nha. Hồi nãy đầu giờ là chơi tông nữ, mà áo đầm, giờ bắt đầu thay đồ vét tông nam. Cô, hồi nãy cái bạn của cô á cô, bị méo chân do ông Khoa đụng á cô. Hồi nãy phải cái bạn của cô không? Nè, để xe chỗ này phải không? Nó chạy sao không biết, nó tông vô rồi ngã các bạn. Đó, để kia nó lại nó đền cho nha cô. Giờ cô bỏ qua cho nó hay gì? Chỉ dù nó hư chân hay cái gì thì bắt nó đền. Ồ, không biết sao nãy nó ngó bên đây nè rồi. Ông chồng em có tụi xe nào á. Con xe đạp nó tông. Cô có bồi thường không mà con kêu nó bồi thường cho. Thôi, được. Vậy bỏ hả? Rồi nghe bồi thường nó chạy luôn. Nghe bồi thường nó chạy luôn rồi. Mới mét cái nó chạy luôn rồi. Nhưng mà không sao đâu nha. Mọi người thấy vậy chứ lát rồi nó quay trở lại rồi coi. Nó đụng luôn, nó đụng nó té luôn cô. Đụng vô cái bảng ngay chỗ này rồi xong nó té chỗ này luôn. Ồ. Không biết ha. Cô vẫn nói tội nghiệp nha chứ không phải là đền cái bảng. Vậy cảm ơn cô nha cô. Để lát hồi hù dọa tiếp thử coi, nói cái bản coi thử như thế nào nha. Tiếp tục nha. Tông này là tông gì Khoa? Ủa có quen biết gì anh? Thì không quen biết mới hỏi. Ủa anh tên gì vậy? Alo. Ôi cười nữa rồi. Ghê thiệt chứ. Căng quá. Này không quen biết luôn, ghê quá. Bỏ áo vô thùng rồi luôn, ghê thiệt chứ. Cái này là muốn khiêu gợi ai nè. Bảo đảm luôn. Đừng nói khiêu gợi ai ở đây nữa nha. Ôi cười. Bất ngờ luôn, không ngờ luôn. Khoa thay đổi simi quá lẹ. Lạng lạng vậy đó. Nhưng mà đòi làm gái rồi đi khách đồ. Tông gì đủ thứ á. Thích thì tông nữ mà không thích thì tông nam. Khoa hôm nay làm trai lại hả Khoa? Áo này áo nữ nha. Ủa cái này nữ hả? Đâu coi kỹ coi. Nhường lại đi. Xuất sắc luôn. Áo này mà áo nữ vậy? Áo này áo nam. Áo nữ. Sao thế hả? Cái chỗ nào là nữ, cái chỗ nào là nam? Cái tay dài hơn là nam. Cái là nữ nè. À có hột út, hột nút ngay chỗ cái tay á là nam hả? Không có hột nút là nữ hay gì? Ừ. Áo nữ chứ, đeo quần nữ luôn nè. Đâu quần nữ đâu coi coi. Nè. Ở quần áo này Khoa lấy ở đâu à? Mua chứ đâu. Bỏ đi nè. Rồi sao tự nhiên bất ngờ Khoa thay đổi với simi lẹ dữ vậy? Khoa muốn cái gì? Khoa nói nha thôi. Rồi muốn cái gì không muốn nói à. Thôi hôm nay hiệp một trong dân Chúa, xin Chúa ban ngôi thánh thần, trên là Chúa Chúa Giêsu, Mẹ Maria, con cầu nguyện Đức Mẹ Tà Bao, sắp tới ngày khánh. Cái gì đạo Phật bây giờ đạo Chúa tùm lum á Khoa. Con cầu nguyện Đức Mẹ Tà Bao, Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và tất cả các mẹ thánh thần. Biết Khoa đang cầu nguyện điều gì mọi người? Ở trên trời cao, xin ban bình an cho anh chị em chúng con sống trong tình yêu thương chắc của Chúa. Chắc cầu duyên hay gì á? Chờ ngày hồng phúc sống lại trong tình yêu thương của Chúa để anh chị em chúng con thấy được ngày chờ đợi tình yêu thương của Chúa đến với chúng con và xin Chúa ban ơn cho tất cả các cha các sơ.
trong giáo đường của chúng con, trong cánh đường của chúng con được bình an và giáo khoa đủ thứ đạo quá vậy. Các cha các cơ được bình an, mạnh khỏe để đưa cho chúng con về với nước bình an của Đức Chúa Trời. Và chúng con cầu nguyện Thiên Chúa ban bình an cho gia đình của cô, của anh, của chị ở đây được bình an trong tình yêu thương của Chúa, và cho tất cả anh chị em chúng con. Mình đạo Phật mình không có hiểu Khoa nói gì vậy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Có nghĩa là Khoa cầu nguyện điều gì vậy? Con đổi ra Khoa là bên đạo Thiên Chúa Giáo. Một Khoa cũng giấu mọi người thôi. Khoa là bên nhà thờ Tống Thiết Vườn ở nước quận 10 á. Khoa ơi, hồi nãy Khoa như vậy là Khoa cầu nguyện gì? Tình duyên hay là không, tiền bạc hay là... bình an cho tất cả các anh chị em trong giáo phận. Nhưng mà của bên Chúa. Có cầu nguyện cho anh Quang không? Không. Hưng Trần? Không. Ai nữa ta? Để ai nhớ coi. Ai cũng tới là phải dùng Chúa ban. Chứ có nhà cần đồng thai cầu nguyện. Phép gì đâu mà chỉ tay như đánh trưởng nha. Quay lại cầu nguyện cho con. Ngày cầu nguyện cho đứa con nha. Nữa hả? Nữa hả Khoa? Nữa hay sao? Không biết mệt nữa. Mới thay đồ kìa, gặp em kìa, em thấy sao? Cho dù thay cách mấy cũng không đẹp bằng ở đây. Trời ơi, quá vậy trời. Khoa đâu biết đi rồi mà. Quá tùy. Quá hậu. Quá hậu. Dạ. Sẽ vô. Ê, cách vô, cách vô. Gì cái lộn nữa kìa. Không lấy quay hết. À ý là chị tặng cho anh Khoa hả? Anh Khoa không chịu hay gì? Không. Chị biết đâu gì. Bây giờ em khuyên chị một câu thôi. Chị muốn cho đời chị khỏi khổ nữa. Em khuyên chị một câu. Chị hãy về bên Thiên Chúa. Trời ơi bậy vậy đó. Có nước Thiên Chúa mới ban bình an cho chị và gia đình mà thôi. Chị hãy về với Chúa và chị cầu nguyện với Chúa đi. Chúa ban bình an cho chị và gia đình chị, và gia đình chị sẽ sống trong tình yêu thương của Chúa, và thiện chế sống trong tình yêu thương của Chúa. Chúa ban bình an cho chị, gia đình nó ăn bất tài. Em tặng mà không nhận.
em không cần, em có tiền cho em không cần, em không cần, em không thích tặng nha. Yeah. Em thích giúp mọi người. Chị tặng em đi, em lấy liền hả? À, anh Khoa. Chị buôn bán cực khổ nha, ăn nói về ngoài á. Chị mến chị mới tặng chứ đâu phải ai chị cũng tặng. Nhưng mà anh không nên làm vậy nha. Mọi người ơi, coi xem clip vui vẻ thôi nha, chứ nói về đạo đùng là mình không có dám nói vô cái vấn đề đạo đùng nha. Tại vì đạo này với đạo kia nó từ lưa đó, Khoa nói gì mình cũng không hiểu luôn nha mọi người. Xem clip vui vẻ thôi nha. Anh đâu có hiểu về đạo Thiên Chúa chứ anh không hiểu. Hơn Trần không có hiểu cái gì về đạo hết á. Ok. Thôi đạo nào cũng đạo mà. Đạo nào nó có tâm mình ơi, đạo nào cũng đạo hết. Bây giờ nha. Thôi. Hôm nay chị ơi, khoan. Bây giờ chị bán cho em xe nữa đi. Ủng hộ chị hết mình luôn á. Hôm nay em thích chút rồi. Trời ơi. Bây giờ em còn bao nhiêu? Chị có bán cho em bao nhiêu? Ok. Chị không lấy tiền thì đừng có nói chuyện với em. Rồi rồi, nếu không nhận thì em lấy tiền đó đâu. Ok. Em không thích cỡ ơn của ai hết ha. Ôi dồi. Yeah, tiền đâu thiếu đâu, quan trọng chị phải ngoan. Con nữa, đây, lấy cái này để nếm nó đủ nha, chị lấy đủ tiền chứ Khoa không có thích là thiếu đâu nha. 20 rồi được 4 cái nữa. Mua chị nhiều vậy Khoa? Ủa tôi thích mua giúp người được không? Đúng rồi. Nhiều chuyện. Chị đúng may mắn luôn á. Cái nhiều rồi. Cái 5.000 em. Còn là cây chuối ăn nếp rồi. Thấy tôi mua bất chức mua hả? Thôi thôi thôi. Thôi em không mua nha. Thôi em không mua nha. Thôi thôi. Thôi mua ủng hộ chị đi. Mua cái gì đây? Chuối trước đây. Đã bỏ. Cảm ơn chị nha. À, cảm ơn. Sức khỏe, vui vẻ. Mưa bắt đầu lâm dâm tiếp nè. Cái này em mua cho anh nè. Anh đang em ăn. Anh đang em ăn cho trường. Dạ, cảm ơn. Mới tặng mấy cái phản ứng ghê. Chị bây giờ bán được không chị? Bán hơi chậm. Thấy là mình đi ghét rồi. Lấy ba chuối với một đếp. Ba chuối một đầu em. Dạ, thôi một đầu đi. Anh thích ăn bánh chuối lắm. Chị bán mà lấy ai cho tôi nghĩa thì chị tặng bà anh này anh phản ứng không nhận. Anh có muốn anh em mình gửi lại anh em đúng không? Muốn. Muốn không? Muốn rồi sao? Muốn. Rồi là anh phải nghiêm túc. Nghiêm túc là có nghĩa là sao? Khoa nói đi. Anh là một con người đứng đắn. Chứ hơn Trần không đứng đắn chỗ nào. Em muốn anh hứa em một việc. Em muốn hứa em một việc. Anh nói thử ra hơn Trần làm được không? Em muốn anh, nếu muốn nói là tình anh em gái của anh, thì anh phải bỏ, trước nhất từ từ bỏ thuốc lá. Em không ép anh chuyện gì hết. Em chỉ muốn anh vì sức khỏe của anh từ từ bỏ thuốc lá. Cái thứ hai, anh phải cai nghiện bia rượu. Cái thứ ba, anh không được đi anh không được đi quán bar. Cái thứ tư, em không muốn anh nhậu nhẹt. Em muốn anh hãy cầu nguyện với Chúa. Anh đạo Phật. Em muốn anh nghe rồi nói đã. Em muốn anh cầu nguyện với Chúa. Anh đạo Phật. Biết, nhưng mà anh dù đạo nào cũng tốt, anh hãy cầu nguyện với Chúa. Xin anh Chúa. Đạo Phật không có cầu nguyện với Chúa. Người nào đạo đó, Khoa không hiểu vấn đề nằm chỗ nào hả? Nghe em nói hết đã. Khi đạo nào cũng là cái đạo đưa con người mình tới cái hướng thiện. Chính xác. Nhưng em muốn anh hãy tha thiết cầu nguyện
với Chúa. Thôi cầu nguyện được rồi, đừng có cầu nguyện, tại vì hơn chừng là đạo Phật, không em, có cầu nguyện. Em muốn anh bỏ thuốc lá, bỏ bia, bỏ rượu, bỏ đi quán bar. Nè, bây giờ nè rồi, hơn chừng hiểu cái ý của Khoa rồi. Bây giờ nè nói nè, ở đây nè đàn ông nè hút thuốc rồi, rồi uống nhậu nhẹt tùm lum đó, chẳng hạn như anh Quang nè, có khuyên luôn đi. Người khác em không thèm nói, đây là anh của em. Anh không nghe em thì tôi em không nói nữa một lời thôi. À, muốn nói lại tình anh. Thôi cảm ơn Khoa có lời khuyên. Chúc Khoa trăm năm hạnh phúc nha, bên người ấy nha. Ủa người ấy đâu có thương em đâu mà người ấy. Sao người ấy không thương mà người ấy ngó Khoa? Ngó là ngó. Ngó là ngó cái ghét á, chứ ngó gì. Ngày hôm qua là gỡ yên theo em á. Thiệt luôn hả? Ừ. Rồi sao giờ có yên mà ngồi? Nè, quăng vô lắm đó. Ta nói có dây cứng mới gọi là tình yêu. Nhưng mà em nghĩ không có đâu. Thầy không, Hương Trần hỏi lại á. Em biết chắc luôn, không có tình yêu đó đâu. Thôi giờ em cũng sẽ ráng cầu nguyện với Chúa, để Chúa ban bình an cho em. Em sẽ cố gắng cầu nguyện Đức Mẹ Tào Bao ban bình an cho em. Và không chừng nhờ ơn Chúa mà em được sức mạnh. Có sức mạnh để làm gì? Nhờ ơn Chúa để em có sức mạnh, để em có thêm tinh thần đủ được mà em sống. Chứ thôi em không có đủ lực em sống nữa. Ai làm Khoa đến nông nổi này ta? Khoa có nghĩ rằng ai làm Khoa đến nông nổi này không? Khoa nói chỉ thẳng luôn đi, hơn chừng sẽ nói với em người đó. Em không có dám chỉ trích ai hết. Em nói thẳng luôn. Đời là như vậy đó. Em không có. Em nghĩ về Chúa. Em không bao giờ. Ai làm cho Khoa đau khổ như thế này ta? Bây giờ em nghĩ về Chúa và em sẽ tha thiết cầu nguyện với Chúa để hồng ân Chúa ban ơn cho em. Chỉ cầu sức khỏe đó hả? Có cầu tình duyên gia đạo gì không? Không luôn. Chúa là không có cầu tình duyên gia đạo hết. Chúa là chỉ ban bình an cho mọi người thôi. Anh biết Chúa đã chịu đóng đinh trên cây thập tự giá. Chúa chịu chết và đền tội cho mọi người. Thôi nói chung là hơn chừng không có hiểu về đạo Chúa, thì nói chung là nếu mà Khoa đạo Chúa thì cũng cầu chúc Khoa bình an. Theo ý Khoa là bình an. Tình duyên đến. Em muốn anh muốn quay lại với em, muốn anh em mình tốt đẹp. Thì anh chỉ hứa em điều đó thôi, còn không làm được thì thôi, em muốn ép, đúng không?